Rồi, một, hai, ba. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ làm bánh tráng dài như đó, không nhớ nữa, không biết nữa. Nhưng mà sẽ là ba cái bánh tráng gộp lại nha mọi người. Thì đầu tiên sẽ cần bơ. Bơ thì chúng ta sẽ cho số lượng lớn vào đây. Hãy subscribe.